Thái Bình bắt gã cha thú tính xâm hại tình dục con đẻ. Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vừa cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị Phạm Thị Tê về việc con chị là cháu Đào Thị Thùy Đê, sinh năm 2011, bị cha ruột là DVD, sinh năm 1988, xâm hại tình dục nhiều lần, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ Đê để điều tra làm rõ hành vi. Theo thông tin từ chị Tê cung cấp thì sự việc xảy ra cách đây khoảng 3 tuần được biết lúc đó chị đê đi làm về thì cháu đê nói với chị bằng giọng mếu máu, tỏ rõ sự sợ sệt mẹ ơi ra đây con bảo thấy động thái bất ngờ của con chị tê đã nghĩ đến chuyện chẳng lành tuy nhiên chị vẫn nghĩ rằng con mình đi học gặp trục trặc gì đó nhưng chị tê cảm giác đất dưới chân mình như sụp xuống khi bất ngờ nghe con gái tiết lộ về hành vi bỉ ổi của gã chồng đối với con gái đau lòng hơn trước khi kết thúc câu chuyện cháu đê còn nói với mẹ khi nào con đi học thì mẹ hãy nói với bố nhé. Cũng theo lời chị T, kể từ lúc cô con gái 6 tuổi tiết lộ sự thật kinh hoàng, chị đã rất tức giận kèm theo sự kinh tởm. Nhưng vì nghĩ về hoàn cảnh, hơn nữa lời con trẻ nên chị vẫn phải nín nhịn và tìm hiểu. Ban đầu đê luôn miệng chối, nhưng sau đó người chồng này đã thừa nhận có những hành động xâm hại vùng kín của con gái. Sau đó, gia đình chị T quyết định trình báo cơ quan công an. Khi nhận được đơn, công an huyện Đông Hưng đã vào cuộc điều tra. Quá trình thu thập thông tin, ngày 27 tháng 4, cơ quan điều tra đã quyết định bắt DVD để tiến hành điều tra. Thông tin mà chúng tôi có được, năm 2009, chị T kết hôn với anh D. Cho đến thời điểm này, hai người có với nhau ba mặt con. Tuy nhiên, khác với gia đình khác, chị T lại là lao động chính trong gia đình. Trong khi đó, D chỉ biết rượu chè, bù khú. Chị T khóc nghẹn, Mẹ con tôi chưa bao giờ được anh ấy nấu cho một bữa cơm. Đến nỗi đứa con trai thứ ba khi vừa sinh ra, tôi phải cho người khác vì kinh tế quá khó khăn. Nếu để nuôi thì con tôi không có sữa, không có tã lót để dùng. Một người dân địa phương tiết lộ cho chúng tôi, nếu có rượu thì thằng Đê còn vui vẻ với vợ con, chứ không có rượu thì nhà chúng chẳng khác gì chiến trường. Thằng đề đánh đuổi vợ con, nhiều lần ba mẹ con cô Tê phải ăn cơm ở ngoài đường, trải chiếu manh ở nhà văn hóa thôn để ngủ qua ngày. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.